Ví dụ như đến số tài khoản gốc của nó là chỉ có 13640769 thôi em này. Nếu mình mở tài khoản là nó chỉ có phần số đấy thôi, nó chứ nó không có phần chữ USD như này đâu nhá. Nhưng mà mình thêm vào đây để nhiều khi mình nhầm ấy, kế toán mình mà nhiều tài khoản quá là đôi khi mình hay nhầm. Hay nhầm là nhiều khi không biết là tài khoản nào là tiền Việt, tài khoản nào là tiền đô, thì kế toán hay thêm cái chữ là ví dụ Việt Nam đồng ở cái đuôi đằng sau rồi là USD ở đuôi đằng sau rồi này. Em hiểu chị không? Em hiểu không Rồi. em? Rồi chị. Ok, để mình đỡ nhầm thôi nhá. Rồi, thì lưu ý cho chị này, khi mình đã tạo được danh mục tài khoản ngân hàng rồi thì khi mà giả sử như em có tiếp nhận công tác của kế toán nhá, thì mình phải đối chiếu xem là cái số dư của tài khoản ngân hàng họ bàn giao đấy có đúng hay không, có khớp với sao kê ngân hàng hay không. Ví dụ em mở cái số dư của cái ngân hàng này, ví dụ như tài khoản đô la của mình ấy là bằng 0, nhưng mà đến 31 tháng 12 của em đang làm kế toán năm 2023 nhá, mà giáo trình đang để là 31 tháng 12 năm 20 XX này mình hiểu là năm 2022, số dư cuối của năm 2022. Thì khi kế toán bàn giao là em phải đối chiếu xem số dư 193 triệu này đối với tài khoản Việt Nam có khớp hay không. Thì mình sẽ đối chiếu cho chị với sao kê ngân hàng, được nhờ? Đối chiếu số dư với sao kê ngân hàng, nếu thấy khớp rồi thì đấy là phải khớp, thứ nhất là phải khớp với sao kê ngân hàng. Thứ hai là em phải nhìn cái số dư sao kê ngân hàng đấy nó phải khớp với chị với cái báo cáo số dư tài khoản 112 ấy, trên báo cáo tài chính nhá. Em có thể mở tiếp cho chị thêm cho chị một cái mục ở cái giáo trình phần 3 đi. Phần 3 giáo trình sẽ có cái thêm cái báo cáo tài chính của mình đây này. Đấy, bảng cân đối tài khoản này. Em đã bao giờ nhìn thấy bảng cân đối tài khoản chưa? Bảng cân đối tài khoản này nó đại diện một loại trong bộ báo cáo tài chính của mình thôi. Thế thì khi mà kế toán làm việc chốt báo cáo tài chính của năm 22 ấy, thì cái số dư cuối kỳ này nó vẫn phải bằng cái đúng cái số dư trên sao kê ngân hàng đấy là 193 triệu nhá. 176245. Thế thì khi khớp như thế thì em sẽ nhập cái số chi tiết số dư từng cái tài khoản ngân hàng em nhập cho chị luôn trên Amit nhé, Misa Online luôn đây, bằng cách mình vào số dư ban đầu đây thì nó có số dư tài khoản đó, nhập số dư thì mình để làm đến tài khoản nào mà có số dư mình sẽ nhập luôn tài khoản đó nhé. Ví dụ đang nói về Việt Nam đồng thì nó là 1121, nó là tài khoản ký hiệu 1121, đánh số dư 190 mấy triệu ở đây, tài khoản loại 1 cho nên nó sẽ dư bên nợ đúng không. Còn tiền đô không có thì mình không nhập, không có số dư thì mình không nhập, còn nếu có thì mình vẫn nhập bình thường. Đấy Đợi nha, mình nhìn cho trăm chị vào. năm đen Đây đây em nhìn cho chị vào số dư cuối kỳ nhá. Nhìn cho chị vào số chị. dư cuối kỳ đây, 193 đây này. Tiền Việt Nam nhưng mà tiền Việt Nam của ngân hàng em ạ. Tiền Việt Nam của ngân hàng tức là 112 là tiền gửi ngân hàng. Trong đó nó có tài khoản con là 1121 là tiền Việt Nam. Thế thì nhìn thì đều là tiền Việt Nam cả, nhưng mình phải để ý nó là tiền ngân hàng thì nó phải là 1121 nhá. 193 triệu đây em này. Nhá, em đánh số dư đấy vào. Rồi, cất đi em. Sau này cũng thế, mình nhập số dư đầu kỳ chuyển từ năm 22 sang ấy, có số dư nào mình nhập quay sang số dư đầu kỳ để mình nhập số tổng luôn nhé. Là mình nhập từ cái số dư mà của năm 22 Đúng rồi. sang đầu kỳ của 23 Đúng rồi. Ý của chị là mình làm cái mục nào ấy thì mình có cái số dư để chị. mình đẩy sang đây mình nhập luôn cho nó đỡ sót. Nhưng mà mình lại hiểu bản chất.